Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đồng tình và đánh giá cao các báo cáo tài chính giữa nhiệm kỳ của Chính phủ. Công tác quản trị ngân sách và thực thi chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh, các kế hoạch tài chính, ngân sách trung hạn và hàng năm đều được triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo các nhu cầu chi định kỳ và đột xuất. Chính sách tài khóa thời gian qua góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng băn khoăn về thu ngân sách. Nhiều chính sách thu biểu hiện sự lạc hậu, bất cập nhưng chậm được xem xét, điều chỉnh như thuế VAT, mặc dù số thu lớn nhưng số hoàn cũng lớn, quy trình thu phức tạp, tốn kém, diễn ra ở nhiều khâu trung gian. Do đó, nhiều đại biểu đề nghị cần xem xét giải quyết căn cơ vấn đề này vì quá trình đó có thể tăng nguy cơ, rủi ro sai phạm, gian lận, thất thu ngân sách. Thảo luận về phân bổ ngân sách cho lĩnh vực giao thông vận tải, một số ý kiến đề xuất chính phủ cần có giải pháp để đột phá, phát huy vai trò của thành phần kinh tế nhà nước là nhà đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, cũng như quản lý vận hành khai thác các dự án này nhằm đem lại lợi ích tổng hợp đa mục đích cả kinh tế xã hội, thậm chí cả quốc phòng, an ninh và chính trị.